안녕하세요, 여러분. 여러분과 함께 한국어를 공부하고 있는 보람입니다. 또 한국어 단어 3,000개, 30일 만에 배우기 시간입니다. 오늘 주제로는요, 감정 관련 어휘들은 알아보도록 하겠습니다. 자, 시작해 볼까요? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Hàn Online Boram. Và chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong chuyên mục Chinh phục 3.000 từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong 30 ngày. Hôm nay chúng ta đã đi đến ngày 27 rồi và chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là căm chọc, có nghĩa là tình cảm. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Tình cảm, chúng ta có từ căm chọc, căm chọc, căm chọc. Hạnh phúc, hạnh phúc đa, hạnh phúc đa, hạnh phúc đa. Ở đây chúng ta lại có biến âm phúc và ha, chúng ta biến âm thành po và ka, po ka, heng po ka da. Quy tắc biến âm này thì mình cũng nói nhiều lần rồi và hôm nay là ngày 27 rồi cho nên mình sẽ không nhắc lại nữa các bạn nha. Buồn bã, sulpu da, sulpu da, sulpu da. Mệt mỏi, uể oải, kiệt sức, piro하다, piro하다, piro하다. Chúng ta cũng có thể dùng từ piconada, piconada, piconada. Hoặc chúng ta dùng từ 힘들다, 힘들다, 힘들다. Hoặc là 지치다, 지치다, 지치다. Ở đây chúng ta có biến âm và chim ni ẩn gặp phụ âm hiệt thì chúng ta làm sao đây các bạn nhỉ? Chúng ta coi hiệt là phụ âm câm và nối ni ẩn này lên với nguyên âm A để đọc nha. Khó khăn, vất vả, 힘들다, 힘들다, 힘들다. Tức giận, 화가 나다, 화가 나다, 화가 나다. Các bạn cũng có thể dùng dưới dạng hoa na tà thôi, thể hiện sự tức giận, nổi cáu. Hoa rơi nè tà, hoa rơi nè tà, hoa rơi nè tà. Ở đây thì cũng có thể biến âm ở chỗ nè này, các bạn có thể đọc thành lè bởi vì phía trước của nó là cái bản chim riêng này. Hoa rơi lè tà, hoa rơi lè tà. Vừa rồi chúng ta có từ hoa ga nà tà cũng là tức giận và hoa rơ nè tà cũng là tức giận. Thế nhưng mà nếu dùng hoa ga nà tà thì các bạn thấy ca là tiểu từ chủ ngữ đúng không? Cơn giận nó thể hiện ra ngoài hoa ga nà tà, thì lúc đó nà tà đó là nội động từ, còn ơ rơ nè tà là ngoại động từ các bạn nhé. Mình làm cho cái cơn giận nó bộc lộ ra ngoài. Đói bụng, 배고프다, 배고프다, 배고프다. Ở đây chúng ta cũng có thể dùng dưới dạng là 배가 고프다, 배가 고프다. Tức là các bạn cho thêm tiểu từ chủ ngữ ga vào phía sau của cái 배 này. 배 là bụng, 고프다 là đói. No bụng, 배부르다, 배부르다, 배부르다. Cái này 배 là bụng và 부르다 là no, ghép vào với nhau các bạn nhé. Chúng ta cũng có thể dùng tách ra giống như cái từ đói bụng lúc nãy, 배가 부르다 cũng được các bạn nha. Ngượng, xấu hổ, 부끄럽다, 부끄럽다, 부끄럽다. Hoặc là 창피하다, 창피하다, 창피하다. 지뢰, 지혜, 지혜, 지혜. Dũng khí, 용기, 용기, 용기. Nỗi buồn, 슬픔, 슬픔, 슬픔.
Chúng ta còn nhớ từ buồn lúc nay chúng ta học không các bạn? 슬프다 đúng không nhỉ? 슬프다. Vậy thì cái từ buồn đó khi chuyển về dạng danh từ bằng cái ngữ pháp 음이음 dùng để danh từ hóa các bạn, 음이음 thì nó sẽ chuyển thành 슬픔, 슬픔. Nỗi sợ hãi 두려움, 두려움, 두려움. Cái từ này nó cũng xuất phát từ từ sợ hãi 두렵다 và kết hợp với dạng danh từ hóa 음이음 để thành 두려움 đó các bạn. Ngữ pháp này thì chúng ta được học ở trung cấp nhé. Chúng ta cũng có thể dùng từ 겁, 겁, 겁. Nỗi đau 아픔, 아픔, 아픔. Niềm vui 즐거움, 즐거움, 즐거움. Chúng ta cũng có thể dùng từ 기쁨, 기쁨, 기쁨. Tất nhiên khi cho vào câu thì ngữ điệu sẽ khác đi các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc thành gì nhỉ? 기쁨, 기쁨, đúng không nhỉ? Có sự khác biệt giữa những cái từ vựng khi đọc riêng lẻ và khi ghép vào câu các bạn nha. Tiếp theo chúng ta có từ tình yêu, tình thương. 사랑, 사랑, 사랑. Sự tuyệt vọng 절망, 절망, 절망. Sự tự do 자유, 자유, 자유. Chân thành 진실하다, 진실하다, 진실하다. Ở đây 실 và 하 thì chúng ta biến âm thành 실 và 라. 진실하다, 진실하다. Quy tắc mình đã nói ở nhiều buổi trước rồi các bạn nha. Chính trực 정직하다, 정직하다, 정직하다. Ở đây 직 và 하 chúng ta cũng biến âm đọc thành 지카, 정직하다, 정직하다. Quy tắc này chúng ta cũng nói nhiều lần rồi. Hòa bình, yên ổn 평화하다, 평화하다, 평화하다. Hoặc là 평온하다, 평온하다, 평온하다. Ở đây 온 và 하 biến âm thành 온하, 평온하다. Hay, thú vị 재미있다, 재미있다, 재미있다. Không hay, không thú vị 재미없다, 재미없다, 재미없다. Đáng thương, tội nghiệp 불쌍하다, 불쌍하다, 불쌍하다. Bức bối, ngột ngạt 갑갑하다, 갑갑하다, 갑갑하다. Ở đây 갑 chúng ta biến âm 갑 đọc thành 갑. Lý do là bởi vì phía trước có 받침표음. Còn ở đây 받침표음 đi liền với phụ âm nhật thì chúng ta lại kết hợp nó lại thành phụ âm bật hơi tương ứng của nó. Cho nên 갑 và 하 chúng ta sẽ đọc thành 가 và 파 các bạn nhé. 갑 가 파다, 갑갑하다. Buồn chán, không có việc gì làm 심심하다, 심심하다, 심심하다. Buồn tẻ 지루하다, 지루하다, 지루하다. Cảm kích, biết ơn 고맙다, 고맙다, 고맙다. Hoặc là 감사하다, 감사하다, 감사하다. Nhớ nhung 그립다,
그립다, 그립다. 확라 보고 싶다, 보고 싶다, 보고 싶다. 확라 그리워하다, 그리워하다, 그리워하다. 후이 기쁘다, 기쁘다, 기쁘다. 확라 즐겁다, 즐겁다, 즐겁다. 다우호 원피엔 괴롭다, 괴롭다, 괴롭다. 뭇보이 ngột ngạt khó thở. 답답하다, 답답하다, 답답하다. Ở đây chúng ta có biến âm như thế nào các bạn nhỉ? Thứ nhất là bật thật chim thì ở đây kết hợp với phụ âm hiệt thì chúng ta chuyển nó thành phụ âm bật hơi. Cái thứ hai là phụ âm ti cực ở đây thì chúng ta chuyển thành phụ âm căng, bởi vì phía trước là bật chim thì ở thạp ta pa ta, không đọc là thạp tháp ha tà nữa các bạn nhé. Thạp ta pa ta mới là đúng. Thạp ta pa ta. Bối rối, lúng túng, bàng hoàng, hoảng hốt. Thằng hoang ha tà, thằng hoang hà tà, thằng hoang hà tà. Sợ hãi, mù sốc tà, mù sốc tà, mù sốc tà. Hoặc là thù rớp tà, thù rớp tà, thù rớp tà. Hoặc là khom na ta, khom na ta, khom na ta. Ở đây chúng ta có biến âm khọp đọc thành khom, khom na ta, bởi vì phía sau của bài chim phi ập là phụ âm ni ẩn. Hai từ này các bạn có thấy quen không nhỉ? Thu rop ta, ban nãy chúng ta có dạng danh từ của sự sợ hãi là thù ryo ùm đúng không? Thù ryo ùm chính là dạng danh từ hóa của thù rop tà. Còn khọp ở đây nó là danh từ. Và thêm na tà là phát sinh ra, nảy sinh ra, thể hiện ra cái sự sợ hãi các bạn ha. Ai nấy cảm thấy có lỗi. Mi an na tà, mi a na tà, mi an na tà. Ở đây an và ha chúng ta biến âm thành a nà, bởi vì phá chim nhiên gặp phụ âm hiệt chúng ta coi hiền như phụ âm câm á. Đáng ghét. Mịp tà, mịp tà, mịp tà. Ghét, không thích. Xir tà, xir tà, xir tà. Ở đây chúng ta có biến âm phụ âm ti cực này sẽ chuyển thành phụ âm bật hơi, bởi vì phía trước của nó là phụ âm hi ịt nằm ở trong cái bài chim các bạn. Đi liền với cái ti cực này là phụ âm hiệt thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái này lại thành một cái phụ âm bật hơi tương ứng của ti cực. Phiền toái, rắc rối. Quỳ chan thả, quỳ chan thả, quỳ chan thả. Ở đây cũng biến âm và quy tắc vẫn giống như lúc nãy, vẫn là hiệt gặp ti cực thì chuyển ti cực thành phụ âm bật hơi tương ứng. Bất an, lo lắng. Phù ra na ta, phù ra na ta, phù ra na ta. Ở đây phù an và ha thì chúng ta nối âm này và biến âm thành phù ra na ta, phù ra na ta. Yên tâm. An sim ma ta, an sim ha ta, an sim ha ta. Tràn đầy niềm vui, cảm kích, hãnh diện. Pu tư tha ta, pu tư tha ta, pu tư tha ta. Ở đây chúng ta có biến âm như thế nào các bạn ơi? Phát chim si ột được đọc theo phát chim ti cực sẵn rồi đúng không? Thế thì khi mà gặp phụ âm hiệt thì chúng ta sẽ chuyển cái ti cực đó thành phụ âm bật hơi tương ứng là thi ịt. Pu tư tha tà, chứ không phải là pu tít ha tà nữa các bạn nhé. Không phải tít ha mà là tư
tha, 뿌듯하다. Giận dỗi, giận hờn. 삐치다, 삐치다, 삐치다. Đầy tự hào, kiêu hãnh. 자랑스럽다, 자랑스럽다, 자랑스럽다. Hài lòng, mãn nguyện. 마음에 들다, 마음에 들다, 마음에 들다. Ở đây chúng ta có nối âm âm và e thành ưme, mà ưme delta. Chúng ta cũng có thể dùng từ man chok sropta, man chok sropta, man chok sropta. Ở đây chúng ta biến âm siêu thành âm căng bởi vì phía trước là phát chim kỳ dọc. Bất mãn, pul man sropta, pul man sropta, pul man sropta. Tiếc, thất vọng. Sop sop pada, sop sop pada, sop sop pada. Ở đây chúng ta có biến âm siêu thành âm căng và phi ực kết hợp với hi ực thành âm vật hơi, cho nên sop và ha sẽ đọc thành so và pa, sop sop pada. Tiếc vì thiếu tốn hay vương vấn. A suýt tả, a suýt tả, a suýt tả. Tiếc nuối, xót thương. An tha cắp tả, an tha cắp tả, an tha cắp tả. Buồn, tiếc nuối, không hài lòng. Sau na tả, sau na tả, sau na tả. Ở đây un và ha chúng ta có biến âm coi hiệt như phụ âm câm và nối niên này lên, đọc là u và na, so u na ta. Tiếc nuối, tiếc rẻ. A cắp ta, a cắp ta, a cắp ta. Không có tác dụng, vô dụng. So yung op ta, so yung op ta, so yung op ta. Phiền muộn, đau lòng, tổn thương. Sốc sang hà tà, sốc sang hà tà, sốc sang hà tà. Ở đây chúng ta biến sang thành âm căng là sang, bởi vì phía trước của cái phạt, của cái phụ âm siêu này là phạt chim khi giọt. Cảm thấy vinh dự, vinh quang. Yong quang sư rốc tà, yong quang sư rốc tà, yong quang sư rốc tà. Cô đơn, đơn độc. Về rốt tà, về rốt tà, về rốt tà. Cô độc, quạnh quẽ, thê lương. Hoặc trong thời tiết thì có thể dùng để mô tả trời lạnh. Sư sư ra tà, sư sư ra tà, sư sư ra tà. Ở đây sư và ha chúng ta biến âm thành sư và ra. Sư-sư-ra-ta. Lý do là phụ âm hiệt đã chuyển thành phụ âm câm khi đứng sau phát chim riêng. Mất ý chí, nhụt chí. Ui ki so chim hà ta, ui ki so chim hà ta, ui ki so chim hà ta. Ở đây cái nguyên âm ui đặt ở âm tiết đầu tiên của một từ và phía trước nó thì cũng không có phụ âm nào cả, cho nên chúng ta đọc là ươi các bạn nhé. Hồi hộp, bối rối, rung động, sao xuyến. Sol lê tà, sol lê tà, sol lê tà. Bất hạnh, phù ren ha tà, phù ren ha tà, phù ren ha tà. Ở đây phù và hèn thì chúng ta biến âm thành phù ren, phù ren. Lý do là phụ âm hiệt chuyển thành phụ âm câm khi đứng sau phát chim ri ân như thế này. Cảm thấy hối hận. Hu huê sư rốc tà, hu huê sư rốc tà, hu huê sư rốc tà. Nhầm lẫn, lẫn lộn. Hết can ly tà,
헷갈리다 헷갈리다. Ở đây phụ âm ghi giọt chúng ta chuyển thành phụ âm căng tương ứng là sang ghi giọt, bởi vì phía trước của nó là bà chim, một cái bà chim mà được đọc theo bà chim thi cực. Còn phụ âm riêng ở đây chúng ta đọc theo âm L, bởi vì phía trước là bà chim riêng luôn. Buồn ngủ 졸리다 졸리다 졸리다. Cảm động 감동하다 감동하다 감동하다. Ngưỡng mộ thán phục 감탄하다 감탄하다 감탄하다. Ở đây than và ha chúng ta đọc thành tha na, 감탄하다. Bởi vì phụ âm hiệt đã chuyển thành phụ âm câm khi đứng sau cái pa chim ni ẩn như thế này. Lo lắng 걱정하다 걱정하다 걱정하다. Hoặc là 걱정되다 걱정되다 걱정되다. Hoặc là 걱정이다 걱정이다 걱정이다. Ở đây chi ực, phụ âm chi ực ở đây chúng ta chuyển hết thành phụ âm căng, bởi vì phía trước của nó là bà chim ghi giọt các bạn. Cổ vũ, khích lệ, động viên 격려하다 격려하다 격려하다. Ở đây chúng ta có biến âm 켜 và 려 đọc thành 격려 격려. Tức là bà chim ghi giọt này chuyển thành y ưng, còn ri ẩn chuyển thành ni ẩn các bạn nhé. Thì kiong nho ha ta là khích lệ động viên. Thế còn cổ vũ, ví dụ chúng ta đi cổ vũ trận đấu thì chúng ta sẽ dùng từ ứng ua na ta, ứng ua na ta, ứng ua na ta. Ở đây chúng ta lại biến âm phụ âm hiệt coi như phụ âm câm khi đứng sau bà chim ni ẩn. Lo lắng, khổ tâm, vân vân. 고민하다 고민하다 고민하다. Hoặc là 고민이다 고민이다 고민이다. Ở đây chúng ta biến âm có hiệt những phụ âm câm, còn ở đây chúng ta nối âm kỳ vọng, trông mong. 기대하다 기대하다 기대하다. Hồi hộp, căng thẳng. 긴장되다 긴장되다 긴장되다. Hoặc là 긴장하다 긴장하다 긴장하다. Hồi hộp, sốt ruột, bồn chồn. 초조하다 초조하다 초조하다. Ngạc nhiên, sửng sốt, bị sốc. 놀라다 놀라다 놀라다. Làm cho ngạc nhiên, hoảng hốt. 놀래다 놀래다 놀래다. Run rẩy, rùng mình. 떨리다 떨리다 떨리다. Trở nên lạnh nhạt, xa lạ. 멀어지다 멀어지다 멀어지다. Ở đây từ này kết hợp giữa tính từ 멀다 là xa và ngữ pháp 아오지다 là trở nên, dần dần biến đổi một cách có quá trình, chuyển thành 멀어지다, dần dần xa cách các bạn. Hối cải, tự vấn, tự kiểm điểm hay là phản tỉnh, chúng ta có từ 반성하다 반 song hà ta, phản song hà ta. Xin lỗi, xa qua hà ta, xa qua hà ta, xa qua hà ta. Ở đây cái từ xin lỗi này nó thể hiện cái hành động xin lỗi, chứ chúng ta không dùng nó khi muốn nói lời xin lỗi các bạn nhé. Ví dụ khi chúng ta muốn xin lỗi ai thì chúng ta sẽ nói những cái từ như là 죄송하다 hay là 미안하다, 죄송합니다, 죄송해요 hay là 미안합니다, 미안해요. Thế còn khi chúng ta muốn nói là hãy xin lỗi đi
bạn hãy xin lỗi đi là chúng ta phải dùng từ 사과하다 này. Chuyển thành 사과하세요 chẳng hạn, 사과하세요. Hoặc là nói rằng tôi đã xin lỗi rồi thì chúng ta dùng 사과했어요. 사과했어요. Thất vọng. 실망하다. 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 Hy vọng. 희망하다. 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 Cãi nhau, bất hòa. 싸우다. 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 Hoặc là 다투다. 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 Hiểu lầm. 오해하다. 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 Chửi mắng. 욕하다. 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 Ở đây 욕 và 하 chúng ta biến âm thành 욕 và 하. 욕하다. Lý do là 받침 기역 kết hợp với phụ âm hi ở tại đây thành phụ âm bật hơi các bạn nhé. Cười. 웃다. 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 Nghi ngờ. 의심하다. 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 Hiểu. 이해하다. 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 Cẩn thận. 조심하다. 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 Tôn kính. 존경하다. 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 Chú ý. 주의하다. 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 Ở đây nguyên âm ơi chúng ta đặt ở giữa chứ chúng ta không đặt ở đầu, cho nên chúng ta đọc nó thành y. Chịu đựng. Chăm tà. Chăm tà. Chăm tà. Lào bào. Thu tòr có ri tà. Thu tòr có ri tà. Thu tòr có ri tà. Chút giận, xả giận lên cái người không có lỗi. Hoa phu ri ha tà. Hoa phu ri ha tà. Hoa phu ri ha tà. Hòa giải, làm lành. Hoa he ha tà. Hoa he ha tà. Hoa he ha tà. Hưng phấn, kích thích. Hưng phun tuê tà. Hưng phun tuê tà. Hưng phun tuê tà. Tha thứ. Dùng so ha tà. Dùng so ha tà. Dùng so ha tà. Thích. Chủ a ha tà. Chủ a ha tà. Chủ a ha tà. Ở đây chúng ta lưu ý không đọc là chột a, cũng không đọc là chủ ha các bạn nhé. Bởi vì phía sau bà chim hiệt này mà là nguyên âm thì chúng ta sẽ coi như không có cái hiệt này nữa. Vậy thì chỉ đọc là chồ thôi. Chồ, chồ a hà ta. Ghét. Si ro hà ta. Si ro hà ta. Si ro hà ta. Lúc nãy chúng ta cũng đã có từ ghét, nó là gì các bạn nhỉ? Si thà đúng không? Si thà. Thế nhưng mà si thà thì là tính từ, cho nên chúng ta dùng với tiểu từ ik. Còn shirohata là động từ, cho nên chúng ta dùng với tiểu từ er và r. Và khi mà chia định ngữ hoặc là cái đuôi kết thúc câu dạng so suruche thì chúng ta cũng sẽ có cách chia khác nhau. Vui vẻ, tâm trạng tốt. Kipuni jota. Kipuni jota. Kipuni jota. Ở đây chúng ta nối âm. Còn ở đây chúng ta biến âm đi thành chô thả. Không đọc là chốt tà các bạn nhé. Đọc là chô thả. Ti cực này chuyển thành âm bật hơi khi đứng sau cái phà chim hiệt. Không thể hiện. Không thể biểu hiện bằng lời. Mà lô phiêu hiên hàl su ọp tà. Mà lô phiêu hiên hàl su ọp tà. Mà lô phiêu hiên hàl su ọp tà. Ở đây chúng ta biến âm
Hiệt coi như phụ âm câm và nối như này lên. Ở đây thì riêng chúng ta đọc theo âm L, bởi vì phía trước là phát trình riêng. Mai là lời nói, Uro là thể hiện cái phương tiện cách thức bằng lời nói. Pyohyeon hata là biểu hiện, thể hiện. Và Rinsu opta là không thể, không thể thể hiện ra bằng lời nói được. Nở nụ cười. Misorin chitta. Misorin chitta. Misorin chitta. Cảm thấy có ý nghĩa, bổ ích. Poramul nukkita. Poramul nukkita. Poramul nukkita. Ở đây chúng ta có nối âm ram và r nối thành ramul, poramul. Và nukkita, chúng ta đọc nukkita vẫn đúng. Nhưng cũng nhiều trường hợp người ta sẽ biến âm ở đây các bạn nhé. Vì phía trước có phát trinh riêng cho nên người ta sẽ nối lên thành lư. Poramul nukkita. Poramul nukkita. Poramul nukkita. Cảm thấy gánh nặng. Poramul nukkita. Hay là 부담을 느끼다. 부담을 느끼다. 부담을 느끼다. Ở đây chúng ta cứ đọc là 느끼다 hoặc là biến âm giống như lúc nãy mình nói thành 느끼다. 느끼다. Nhiều bất mãn. 불만이 많다. 불만이 많다. 불만이 많다. Ở đây chúng ta nối âm man và y thành ma nhi. Còn ở đây biến âm cái phụ âm tích cực thành phụ âm bật hơi, bởi vì phía trước của nó đi liền ngay trước nó là phát âm hiệt. Hô hoán, la hét. Sorirul chiruda. Sorirul chiruda. Sorirul chiruda. Bị stress. Stress를 받다. Stress를 받다. Stress를 받다. Giải tỏa stress, giải tỏa căng thẳng. Stress를 풀다. Stress를 풀다. Stress를 풀다. Bận tâm, để ý. 신경을 쓰다. 신경을 쓰다. 신경을 쓰다. Chỉ nghĩ tới tâm trạng của bản thân, cảm xúc của bản thân. 자기 기분만 생각하다. 자기 기분만 생각하다. 자기 기분만 생각하다. Ở đây 자기 là bản thân, 기분 là cái tâm trạng, man là chị. 생각하다. 생각하다 là suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ đến cái tâm trạng, cảm xúc của bản thân thôi. Ở đây chúng ta có biến âm các và ha đọc thành ka kha. Seng ka kha ta. Bởi vì bà chim kia giọt kết hợp với phụ âm hiệt thành phụ âm bật hơi. Cảm thấy tự hào, kiêu hãnh, kiêu ngạo về bản thân mình. Cha bu si mer nực ki ta. Cha bu si mer nực ki ta. 자부심을 느끼다. Ở đây 심 và 을 nối âm đọc thành 심을. 자부심을 느끼다. Ở đây 느 chúng ta cũng có thể biến âm thành 느 느끼다, bởi vì phía trước của cái 니은 này là 받침 riêng. Tự tin. 자신감이 있다. 자신감이 있다. 자신감이 있다. Ở đây chúng ta nối âm kam và y thành kami. Không tự tin. 자신감이 없다. 자신감이 없다. 자신감이 없다. Tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần. 정신을 차리다. 정신을 차리다. 정신을 차리다. Ở đây chúng ta nối âm xin và er thành si nir. Chong si nir charita. Khi chúng ta muốn thấy ai đó mà ngất và chúng ta muốn gọi họ dậy, muốn gọi họ tỉnh dậy thì sẽ là chong si nir chario.
정신 차려. dùng cái cụm từ này các bạn nha. Dưng dưng khóc. 평평 울다. 평평 울다. 평평 울다. Thể hiện ra mặt. 표정을 짓다. 표정을 짓다. 표정을 짓다. Mất nhuệ khí, mất đi khí thế mạnh mẽ hay khí sắc hoạt bát. 풀이 죽다. 풀이 죽다. 풀이 죽다. Ở đây chúng ta nối âm 풀 và y thành 풀이. 풀이 죽다. Khóc sụt sùi. 훌쩍 훌쩍 울다. 훌쩍 훌쩍 울다. 훌쩍 훌쩍 울다. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong những từ vựng tiếng Hàn thông dụng với chủ đề 감정 là tình cảm. Link để luyện tập và chơi trò chơi với từ vựng trên Quizlet mình sẽ vẫn để ở phần mô tả phía dưới video như mọi khi. Ở video lần sau thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng tiếng Hàn thông dụng với chủ đề chi cọp là nghề nghiệp. Video hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. 감사합니다.